The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Paris, Pháp Quốc, Jimmy xin kính chào quý khán giả của Jimmy Show và mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt của Jimmy tuần này. Kính thưa quý vị, Jimmy đang đứng trước nhà ga de Lyon của Pháp. Nơi đây là một địa điểm rất quen thuộc đối với người dân nơi đây và cũng là một trong những địa điểm mà khán thính giả Việt Nam chúng ta đã được nghe, được tìm thấy trong thơ, trong nhạc, đặc biệt là bài thơ Chưa bao giờ buồn thế của nhà thơ Cung Trầm Tưởng và được nhạc sĩ Phạm Duy cất cánh bay cao, bay xa hơn qua bài hát Tiễn Em mà chúng ta đã nghe từ những ngày còn ở quê nhà trước năm 75 với tiếng hát Lệ Thanh, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc v.v. Và để tìm hiểu xem ga Lyon này đèn vàng và đẹp, lãng mạn đến cỡ nào, xin quý vị cùng với Jimmy cùng bước vào bên trong để cùng tham quan và tìm hiểu thêm nhé. Em ơi quý vị. Khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. Thưa quý vị, Jimmy đang đứng bên trong nhà ga de Lyon của Pháp. Quý vị thấy khung cảnh này đã vào trong thơ, trong nhạc của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là với vần thơ của nhà thơ Cung Trầm Tưởng trong bài Chưa bao giờ buồn thế. Jimmy xin phép được trích đoạn một vài câu trong bài Chưa bao giờ buồn thế mà đặc biệt được đọc ngay giữa nhà ga de Lyon. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hôn, không còn gì lâu hơn 100 ngày xa cách. Ga Lyon đèn vàng, tuyết rơi buồn mênh mang, cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. Và để cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thơ văn của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, Jimmy xin mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào chương trình The Jimmy Show với sự góp mặt đặc biệt của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, tác giả của Mùa đông Paris, của Chưa bao giờ buồn thế. Jimmy kính chào quý khán giả của Jimmy Show và xin mời quý vị cùng đến với chương trình của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy rất vinh hạnh để mời một trong những tên tuổi lớn của nền văn đàn thi ca Việt Nam chúng ta. Thơ của ông có phong thái rất riêng, và đặc biệt là ngay từ những tác phẩm đầu tiên, ông đến với người yêu thơ bằng một phong cách mà chúng ta đã thấy hiện rõ qua con người của ông là tài hoa, chân thật với đời, chân thật với mình và chân thật với người. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón tác giả của rất nhiều bài thơ được phổ thành những ca khúc bất tử như Mùa thu Paris, Tiễn em, Kiếp sau v.v. Kính thưa quý vị, nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Cảm ơn anh Jimmy. Chào bác. Xin kính chào các quý vị khán thính giả. Bác được biết là ở Minnesota. Vâng. Vậy thì kỳ này bác qua đây là có mục đích gì mà bác ghé cái Lyon này? Thì để ra mắt cái tập thơ gọi là Một hành trình 70 năm thơ. Dạ. Ở Cung Trầm Tưởng. Dạ. Thế thì là tủ sách Trên Kiên Hương. Dạ. Ở đây diễn đàn giáo dân. Dạ. Rồi các bạn già không quân có nhà ý đứng ra tổ chức cho tôi cái buổi này. Yeah. Thì đấy cũng là một trong cái chương trình để quảng bá cái này, thì là đến để được gọi là Jimmy phỏng vấn. Yeah. Và riêng cá nhân tôi và gia đình ấy thì rất thích cái chương trình của Jimmy Show. Jimmy rất là cảm ơn.
Thưa bác, có được cái buổi tâm tình này thì con cũng xin phép được cảm ơn cô với chú Trần Bá Hợi Xuân Thu. Đúng rồi. Một trong những người đã làm nhịp cầu, đã giúp cho Jimmy có dịp liên lạc được với nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Thưa bác, nhắc đến bác thì con cũng được nghe gia đình của ông Nam Anh là anh Hậu đó cũng nhắc một phần, và được biết là Cung Trầm Tưởng đây chỉ là bút hiệu của bác thôi. Vâng. Hình như tên thật của bác là Cung Thúc Cần. Cung Thức Cần. Dạ, vậy thì Cung Trầm Tưởng đây có nghĩa là gì ạ? Thì tự nhiên nó nói ra như vậy, chắc có chắc nghĩ thôi. À. Tưởng nhưng mà lại trầm. nhưng tại sao lại nối liền với cung? Thì có một số người, đặc biệt là cố thi sĩ Hà Lý, mà tôi không biết thơ ông hay, chứ cứ nghe Cung Trầm Tưởng tôi phải đọc thơ của cậu. Thì cái tên hay quá, ví dụ đại khái như vậy. Yeah. Thì thật ra nó cũng có một cái lý do tiềm ẩn nào đó. Yeah. Là lúc mà bác học ở Trung tài toán của Pháp đó, thì bác rất thích mê gọi là triết học. Triết học Tây Phương đó. Và thời gian học với Descartes rồi đủ các thứ vân vân đó, thì bác mới mê lắm, mê như là toán học. Vì thế cho nên ấy, tự nhiên đẩy vào tên, nếu mình làm thi sĩ thì mình phải đặt tên là Cung Trầm Tưởng. Cung Trầm Tưởng. Cung là họ của bác. Vâng. Trầm là trầm mặc. Dạ. Và tưởng tức là tư tưởng. Tư tưởng. Dạ. Bác có bà con gì với nhạc sĩ Cung Tiến hay không? Có chứ. Nếu mà đứng theo vai vế thì chắc là ông thuộc hàng cậu của ông chú đấy. Ông chú đấy. Nói như vậy. Nhưng mà về chi, nhưng mà riêng về tuổi thì ông thua bác khoảng 10 tuổi. Dạ. Dạ. Bởi vì con thấy là bác nè hay là bác Cung Tiến cũng đều ở Minnesota. Đúng rồi. Mà cùng họ Cung, bởi vì con nghĩ chắc cũng có quan hệ. Có chứ, có chứ. Dạ. Thưa bác, nhắc đến bác thì hồi bé con nghe rất nhiều những bài hát mà của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc đó, như là Mùa Thu Paris hay Tiếng Em v.v. Thì con rất là ấn tượng với tên Cung Trầm Tưởng của bác. Và đặc biệt hơn nữa là con cũng yêu và tìm hiểu yêu thơ của bác rất là nhiều. Vậy thì khởi sự bác làm thơ từ lúc nào ạ? Thì đấy, trong cái này là 1948. Dạ. Lúc tôi tạt cư ra mày miền Thượng Du. Dạ. Và trước khi đó tôi cũng chối thức rồi, cũng được đi miền Thượng Du. Dạ. Vì thế tôi kiếm cảnh đẹp lắm. Dạ. Vì thế nên khởi đầu tôi làm thơ vì vấn đề Thượng Du. À. À, cảnh đẹp lắm. Rồi sau đó tôi hồi cư, tôi về Hà Nội. Dạ. Thì Hà Nội lúc đó tôi đã mười mấy tuổi, nhưng mà vấn đề là một cái ấn tượng đẹp lắm. Dạ. Nhất là mùa thu Hà Nội, mùa đông. Thế rồi cuối cùng tôi đi vào trong miền Nam, theo ông cụ đi làm cho giáo là cao ủy Pháp. Thành cho nên tôi vào Việt Nam, vào miền Nam 1948. Chứ tôi không phải là cái nhóm người Bắc Kỳ di cư 54 đi tàu Hà Mó vào đâu. Rồi sau đó thì học xong trung tài, học thêm, thì chúng chuyển đi đây sang Pháp học. Từ 52, 53 cho tới 52 cho tới 157. Thì sau khi tốt nghiệp trường về kỹ sư của trường hàng không không quân của Pháp. Một cái trường nổi tiếng cũng như là bên Colorado Springs của Mỹ hay là của Anh chẳng hạn như vậy. Thì nó có truyền thống. Mà cái một phần cái cá tính con người, nhân cách con người tôi được ở trong cái môi trường đó. Rồi sau cuối cùng thì tôi trở lại Việt Nam. Thưa bác, vào đầu thập niên 50 với bác nói đó là bác đi du học ở bên Tây. Con nghĩ chắc là bác cũng là một trong những du học sinh đầu tiên đến với Tây học. Vậy thì cái thời gian đó những người Việt mình bên đó có đông hay không? Không đông. Yeah. Nếu trong lầm riêng ở Paris khoảng rồi, chưa đến vài ngàn người. Thế rồi họ cũng đi học thôi. Nhưng mà đồng thời giờ họ cũng phải vừa đi kiếm tiền đi làm để có trả tiền học thôi. Nhưng mà không có sinh hoạt cộng đồng gì cả. Chỉ từng nhóm một thôi. Vậy thì khi mà bác về lại Sài Gòn thì làm sao mà cái cơ duyên thơ và nhạc, thơ của bác và nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy kết hợp với nhau? Thật ra thì ở bên Pháp, tôi cũng gặp anh Phạm Duy. Và ông gặp tôi thì ông nói bảo thằng này trông như tới con ở trong buổi mà đánh tin tiếc đó. Đấy rồi cũng biết thế quá thôi, rồi tôi mới lên trên, ông ấy đến trình diễn với nhà tiến sĩ nhạc Trần Văn Khê, với nhạc của ông như ngày thương binh sẽ trở về. Tôi thấy nhạc rất lắm.
Thế thì ông cảm thấy, ông cảm thấy đi. Thế thì về tôi mới, ông bảo tôi khoai ở cậu làm thơ Paris khá lắm, sao biết chứ. Thế bảo về đưa cho mong mắc phổ nhạc. Đấy, thành hai cái duyên nó vào với nhau. Những bài thơ về Paris, chẳng hạn như bài Mùa Thu Paris, còn nhờ bác nói thêm về cái hoàn cảnh ra đời của các bài thơ đó. Thì lúc đó là tôi có quen một cô bạn Pháp. Thì cái thời đó tuổi trẻ là mong một thì cứ gọi là yêu nhau đi. Thế mà tôi không ngờ rằng nàng cũng lại yêu tôi. Mà lúc đó tôi cũng chẳng chờ cá giáo như Jimmy Jimmy phải giống như là cháu trở thành mẹ không. Quý vị thấy đây là thời gian mà nhà thơ Cung Trầm Tưởng đang đi du học ở bên Tây. Đây là vườn lục sâm đấy. Vườn lục sâm đó. Vườn lục sâm đứng đấy. Mà cô chụp cho tôi đấy. Mà ngay đây là cái thư viện hả bác? Không, đây là cái gọi là thượng nghị viện của trong này là có nhiều khu cổ tích gọi là cổ lắm. Cổ nhưng mà thời đó với tâm hồn mình nó thơ mộng lắm. Nó không khác công viên ở bên Mỹ. Nó không hoành tráng bằng nhưng mà nó tự nhiên này. Thì những cái thời đó mình ở Việt Nam sang thế này là thích quá rồi. Đúng rồi. Quý vị thấy nhà thơ Cung Trầm Tưởng mà thời 50 đẹp trai ăn mặc rất là mốt. Bởi vì vậy mà các cô đầm rất là yêu. Xin bác kể tiếp cái câu chuyện mà bác với cái cô người Tây đó. Tình yêu lắm ạ. Dạ. Thế rồi tôi cảm giác hẹn nhau vào lúc sớm, ngồi quen ghế đá đấy. Thì lúc đó mình cũng hơi bi thảm hóa cuộc đời, mình không nghe mút ra từ tâm. Đó. Thế rồi tôi lại thích những bài thơ mà nó cho cô bằng thư pháp. Thật ra tôi có làm cả thư pháp. Làm thư pháp nữa. Hình như nên giá vẻ cô cũng cảm tình lắm. Yeah. Cô là đối tượng nữa. Thế nhưng ông bảo thì sao thơ mày, yêu tao sao mày buồn đấy. Thế là tao không biết. Nhưng sau qua là mình nghĩ rằng là cái mối tình nó không vĩnh viễn. Bác cũng đã thấy được cái điều đó. Linh tính chứ không phải. Vì sau mới rõ chứ còn. Thế nhưng mà lúc đó mình thấy rằng nó cũng chỉ là một cuộc một chặng đi qua thế thôi. Mà thời đó tôi chú ý nhất là phải học chứ. Nhưng mà bên đó cũng đủ thì giờ để mà hẹn hò với các nàng. Hẹn em quán nhỏ. Rượu rưng ly đỏ chàng trề. Thì đấy ông Phạm Duy ông đổi đấy. Còn tôi bảo rưng rượu thơ tôi đó. Rưng rượu đỏ tràn ly. Thì tôi có nói đùa với anh Phạm Duy thôi ông, tại vì ông lúc đó cái câu chúc của ông nhạc ông bắt phải xuống tràn trề. Nhưng mà tôi ông bảo tôi uống rượu vang mà tràn trề đấy thì tôi như con heo uống rượu. Không vui lắm. Nhưng mà dù bỏ cái lời đi. Nếu biết lời thơ của tôi thì có biết. Nhưng mà nhạc hay. Hay lắm. Theo tôi thì anh tuyên truyền anh nhận xét đúng. Anh thích cái nhạc của bài Một Paris hơn là bài Lên Xe Tiễn Đi chứ chưa bao giờ một này. Mỗi người có một gu. Nhưng mà bài Tiễn Em được quần chúng người ta yêu nhiều hơn. Mùa thu Paris trời buốt mà đi. Hẹn em quán nhỏ, hẹn em quán nhỏ, rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề. Mùa thu đêm mưa phố cũ hè xưa, công viên lá đổ, công viên lá đổ, chờ mong em gắng khổ từng giờ. Mùa thu âm thầm bên vườn lục sâm, ngồi quen ghế đá, ngồi quen ghế đá, không em ôi mùa xa từ tâm. Mùa thu nơi đâu người em mắt đâu, tóc vàng sợi nhỏ chờ mong em chín đỏ. Cảm ơn bác thật là nhiều đã chia sẻ về bài Mùa Thu Paris này. Một lát nữa, nhà thơ Cung Trầm Tưởng sẽ nói thêm về tác phẩm này. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị đã giữ màn ảnh của đài SET và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Thưa bác, lúc nãy bác có nói về bài Mùa Thu Paris đó. Bài đó thì con nghe và đọc mà con tưởng tượng là lúc đó bác sáng tác thì cũng ngoài 20 thôi. Mà đã có những cái câu, con cảm nhận được có những cái triết lý về nhà Phật. Chẳng hạn như là yêu người độ lượng hay là từ tâm chẳng hạn. Tại sao một tâm hồn ngoài 20 đã có được những cái câu đó? Nó vẫn vào mình. Bây giờ lúc khoảng độ 16, 17 tuổi, hay lúc 18 tôi chọn cái bút hiệu là Cung Trầm Tưởng. Mà lại thật ra thì tôi rất mê triết học. Triết học của toán học và thi ca. Đó, thế thôi. Thì những cái câu đó nó bật tự ở trong cái tiềm thức của mình. Chứ không phải nó vô cớ đâu nhé. Nhưng khi mình nhìn lại đó thì mình mới thấy rõ. Đấy, chẳng hạn. Thế có người hỏi tôi vào, thật ra thì cái lời của tôi là yêu em độ lượng. Nhưng anh Phạm Duy Anh muốn mở rộng là yêu người độ lượng. Đối với tôi không thành vấn đề. Tôi cần cái dạng đấy. Nhưng mà yêu em độ lượng bởi nó có một cái tình sử. Nó hơi chắc chở một chút. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như thế. Còn từ tâm ấy thì có người bảo có phải ông nói từ tâm là từ tim. Nếu mà thế thì tâm đúng không? Mà không, trong đó nó có cái chữ từ tâm của Phật. Của Phật. Từ tâm đấy. Chứ từ nghe ra hay không? Thì người ta tưởng từ tâm là từ cái trái tim trở đi. Nhưng thật ra là tôi muốn chơi chữ từ tâm là. Nhưng mà họ hiểu nào cũng được. Hiểu cái gần như trừ trái tim cũng không mâu thuẫn gì cả. Đại khái như vậy. Trong bài Mùa Thu Paris thì thấy có người em gác trọ. Đúng rồi. Tại sao lại gác trọ mà không ở nhà lầu hay là gì? Em cũng là sinh viên mà cũng hay vậy là tự lập đó. Thế thì em ở một cái gác trọ. Thì tôi thì cũng ở một cái ký túc xá ở trên cái tầng thứ 8 của một cái cao ốc 8 tầng. Thì cái đó nó là ở nóc. Mà đâu thời đó có đủ suy nghĩ lạnh bỏ sư thì thế đấy. Thì là nhìn như được cái phong cảnh nhìn xuống được Paris. Đẹp không thể ban đêm lúc này. Vì sẽ có những cái bài gì, kiếp sau gì đó. Thì nàng đến gõ cửa tôi. Đã không trong một buổi hiu vũ thì sau đó quen nhau. Thế xong cuối cùng ấy thì vì thế mới có là nàng cứ từ gác sọ. Thì thoảng tôi chuyển sang bên đó chơi đấy. Thì mới gọi người em gác sọ. Gác sọ. Sang anh góc nhỏ thầm thì. Con thích cái câu này lắm. Tại sao góc nhỏ mà thầm thì? Đấy là một cái tự nhiên thôi nhá. Nếu thơ bảo sang anh, sang em, sang anh góc nhỏ rón rén thì không phải là thơ. Tôi tự nhiên nghĩ ra nhưng có tính cách cô hơi hối lỗi. Và e thẹn. Vì giờ cô đã hờn dỗi quá, cô bỏ tôi đi. Thành như cái cô sang để cô muốn nối lại mối tình đó. Chỉ sợ tôi giận thôi. Thì mới tôi dùng cái chữ thầm thì. Nhưng qua thầm thì nó có tính cách của, có thể gọi là tâm sự với nhau. Nhỏ to với nhau. Đấy. Thành cái ngôn ngữ thi ca phải cẩn thận chỗ đó. Nó hơn một tầng ngữ nghĩa. Như bác nói là những tác phẩm của bác, thí dụ như là bài Mùa Thu Paris hay là bài Tiếng Em, thì nhạc sĩ Phạm Duy cần theo cái nốt nhạc đó sửa lại vài chữ. Gặp như những người khác đôi khi người ta cũng không hài lòng, nhưng mà bác thì lại bác đồng ý, bác cũng tôi phải chấp nhận. Tôi là cung thức cần, thì bạn bè tôi là ông này thật ra ông cung cắc cần. Tôi không để ý gì đến cái chuyện, tôi chỉ ý cái đại sự thôi. Khi mà được một Phạm Duy phổ nhạc một cái bài Tiếng Em hay Mùa Thu Paris thì không phải vì tôi khiêm tốn, nhưng tôi bỏ qua cái chi tiết. Cái giai điệu của Mùa Thu Paris ghê quá. Quá hay. Vì thế cho nên tôi mới không cần gì cái đó. Dù rằng biết là câu đó ông đừng có phản nghĩa của tôi đấy. Con rất đồng ý. Thế bây giờ trà lý với trà chè cũng chả giống như khác nhau gì cả. Nhưng vào thi ca không được cô nói chuyện trà chè. Uống rượu trà chè thì tôi có nói đùa với ông Phong, ông thành người ta tưởng tôi heo uống rượu. Uống lắm. Hồi bé con nghe bài này thì con không có hiểu đó. Thì con cứ tưởng đâu là một người Việt Nam yêu một người Việt Nam. Nhưng mà khi mà con nhớ tới cái câu là tóc vàng. Tóc vàng sợi nhỏ thì mới biết câu này là người Tây. Cái đó nó vặn vào tôi đến suốt đời. Tóc vàng sợi nhỏ. Cái chữ tóc vàng sợi nhỏ là của tôi.
nói về cái đó, thi ca chưa không có. Tóc vàng sợi nhỏ. Thì nàng tóc vàng. Thì tại sao tôi gọi sợi nhỏ? Cái âm vận của cái câu thơ đó nhỉ, đều nó vẫn ô ơ ơ đó. Tóc vàng sợi nhỏ, nhưng nghe cái âm thanh nó lên thấy nó đẹp. Thầy cho nên theo cái trường nghĩa gọi là duy hình thức của thế kỷ 1920. Tự cái âm nhạc của cái bài thơ nó làm ra ý nghĩa. Chút nữa sẽ nói về cái chuyện khác. Câu đó, là, chữ đó đấy. Đấy. Âm nhạc cũng làm ra nghĩa, không cần phải giải nghĩa. Cứ nghe cái âm nhạc mình thấy có cái tư tưởng của bài thơ đó. Đúng rồi. Đại khái như vậy. Rất là hay. Chẳng hạn như cái bài Mùa Thu Paris thì nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành ca khúc. Mà con được biết bài Mùa Thu Paris đó, bài thơ đó, thì nằm trong tập tình ca. Đúng rồi. Mà nhắc đến tập tình ca thì ngoài bác Phạm Duy thì có thêm một bác gọi là Nguyễn Cao. Nghi Cao Nguyên. Nghi Cao Nguyên. Anh để mà anh họa sĩ từ đó. Dạ, xin bác nói thì thêm tôi về. Tôi thấy anh ấy vẽ bằng gọi là tranh lụa đó. Dạ. Anh vẽ thiếu nữ Việt Nam đẹp quá. Dạ. Anh học ở sau tôi một lớp, anh học kỹ thuật. Thế tôi thích anh này lắm, mà tôi bận đứng tôi ở lớp trên thì tôi được bảo trợ đàn em để tôi che chở cho. Yeah. Đồng hồ tôi hành hạ đấy chứ. Phải đánh giày cho tôi chứ. Nhưng cuối cùng sau thì kết nghĩa thích nhau lắm. Yeah. Thế rồi tôi làm những bài thơ thì tôi nhớ, nhưng tôi chưa bao giờ vô Huế gì đó. Những bài thơ gì lúc chưa có Mùa Thu Paris. Hình có rồi, chưa có mà sau này chút. Thì anh ấy ngầm. Anh ngầm hay lắm. Ngầm cái thơ. Anh có tài lắm. Yeah. Đó là một cái kỷ niệm nghĩa. Yeah. Và cái mà tự nhiên tôi về, tôi nghi một tập thơ khoảng mấy chục bài. Yeah. Nhưng bảo thôi bây giờ mình in mấy tập thơ vừa rồi thì nó không có cái gì gọi là cách mạng cả. Thì tôi bảo bây giờ rồi thi nhạc và họa với nhau. Tôi chọn cho anh Phạm Duy bao nhiêu bài đó, anh Nguyên vẽ. Thành cho nên là tình ca đó là một tác phẩm vừa có thơ, vừa có nhạc, và vừa hội họa. Ở trong cái bức tranh mà anh ở trong quyển đó vẽ tôi muốn tôi ngồi gì mà trong cái cảnh cũng trầm tưởng, trông cứ như các triết gia Pháp ở dưới được, trông ông ấy hay lắm. Vì thế cho nên cái đó nó đâm ra là một cái thành công rất rực rỡ ở cái thời đó, chưa có bao giờ có chuyện như ở bên Việt Nam. Đó là tập tình ca đó. Đấy, đấy. Yeah. Đó là thơ nhạc và họa ở trong đó. Thế giờ tôi phải nói rằng là có số phận. Mới ra cái thôi, nổi tiếng ngay lập tức. Trẻ quá mà đã làm như vậy thì nên đấy đại khái như vậy. Trong tập tình ca thì bên cạnh Mùa Thu Paris thì có một bài thơ con yêu thích, đó là Chưa Bao Giờ Buồn Thế. Thì cũng là bài đó bây giờ người ta thích lắm đấy. Mà bây giờ người ta nhắc là hôm nay người ta sẽ hát bài đó, người ta sẽ có người tặng hoa đấy. Thế thì cái thơ của tôi, cái bài đó thì tôi lại muốn cách mạng là bây giờ mình không cố làm sao không dùng chữ Hán nữa, chữ Hán Việt nữa, chỉ truyền tiếng Việt thôi. Cái đó là cái táo bạo đấy. Lên xe tiếng men đi, chưa bao giờ buồn thế, có tiếng Hán đâu. Đây đấy, những cái nghe âm điệu của nó, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly thật ra là tiếng Hán Việt, một chữ thôi. Ly thì chia, còn chia thì chắc là vậy, thế nó là tiếng Việt. Đấy, tất cả những đấy. Đấy, tiễn em về xứ mẹ, đúng không? Anh nói bằng tiếng hôn. Thế có mà cô bảo tại sao thời đó là không nói với nhau bằng tiếng gì mà sẽ chỉ nói bằng tiếng hôn. Đấy, mà anh cứ bịa ra như vậy, đúng không? Không, tất cả tuổi trẻ nó phải táo bạo, nó phải sáng tạo. Lãng mạn nữa. Táo bạo. Như lúc nãy bác đọc đó là tiếng em về xứ mẹ. Là mẹ, xứ mẹ đây là xứ Việt Nam hay xứ nào ạ? Thì nàng, cái mùa đông đó nàng bị, không phải đám phổi, bị viêm phổi, cũng hơi bị lạnh quá, lạnh, không phải lạnh lắm. Thế thì bác sĩ bảo thôi mày, bây giờ mày phải đi về cái miền của mẹ mày. Là con người Tây đó. Marseille, giữa Aix-en-Provence và Marseille. Ở chỗ nó ấm hơn, nó có mặt trời. Mày ra mày thở không khí biển đi. Tốt lắm, biển nó có chất muối. Thế nàng đi, nàng về trong lúc thì chúng tôi đang yêu tha thiết. Mình tiễn ra đó thì tôi cảm xúc tôi làm cái bài thơ đó. Đó là như vậy, tiễn em về xứ mẹ, là về xứ mẹ của nàng chứ không phải tôi về mẹ tôi. Hai mẹ nàng là Việt Nam.
tại nàng là người Tây mà làm sao về Việt Nam được. Vậy là mùa thu Paris với tiếng em à, với Chưa Bao Giờ Buồn Thế là cùng một cô. Vâng. Cũng là cùng một cô. Mà có xa nhau mấy ngàn ngày như là đấy, đấy thì trong... đấy khi mình có nhiều lúc mình đang sống cái có cái quan niệm hơi tính bi thảm. Dạ. Cái đó có lẽ phải chẳng ảnh hưởng của Đông Phương nhau. Dạ. Yeah. Cũng như anh sau này anh Thanh nữa năm là gì mà chưa mà gặp nhau bây giờ mà đã tưởng đấy ngày đã mất đấy đại khái. Yeah. Nó cứ cái cái dân tộc mình cả cuộc đời nó nội chiến hay là ngoại chiến gì đó là cái chiến chia lìa thôi. Yeah. Thì cái đó nó ở trong cái có không phải tiềm thức nữa, nó trong cấu trúc bật ra. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà thực sự là gặp là xa nhau mấy ngày à bác? Ba tháng. Chứ không còn gì xa hơn 100 ngày xa cách. Oh, à, yeah. Rất là dễ thương. Thì cái lúc đó mình lãng mạn đấy như vậy. Cảm ơn bác thật nhiều đã chia sẻ và cắt nghĩa về bài Chưa Bao Giờ Buồn Thế, tức là nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc Tiếng Em. Xin cảm ơn bác. Và sau một vài giây phút thương mại thì nhà thơ Cung Trầm Tưởng sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Chắc quý vị cũng đồng ý với Jimmy là trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều báo đài, đài phát thanh cũng như đài truyền hình phỏng vấn nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Đa số là các xướng ngôn viên phỏng vấn để hỏi về các tác phẩm thơ là nhiều. Nhưng mà riêng chương trình của Jimmy muốn chú ý về những bài thơ mà được phổ thành ca khúc. Bởi vì đó là những cái tác phẩm mà được khán thính giả nhắc nhở rất là nhiều. Như là bài Tiếng Em mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc đó. Thì con nghe trong đó thì con thấy có cái câu là Galion đèn vàng. Vâng. Vậy thì thời đó Galion là đèn vàng lắm. Thì cái khoa thật, thời đó là sương mù. Và cái thời đó nước Pháp mới bắt đầu hồi phục sau cái cuộc gọi là đệ nhị thế chiến thứ hai đó. Dạ. Thành nó tương đối không phải là nghèo lắm nhưng bắt đầu mới hồi phục. Dạ. Thành cái vấn đề điện năng nó cũng không được tối tân. Dạ. Thì nhưng mà vào sương mù thật ra nó là qua cái ảnh hưởng của cái sương mù. Nó làm mình nghĩ là cái đèn nó vàng. Dạ. Đó là đèn nó vàng thì Galion đèn vàng. Đèn tuyết rơi buồn mới mang lại. Dạ. Thế về sau này như anh bạn của tôi kể cả những đồng nghiệp khác đó, mới sang nước Mỹ trở thành người gì Mỹ gốc Việt, không bảo bây giờ phải trở lại Paris. Ghé Galion. Để xem Galion có đèn vàng không, không lẽ ông cung trường tượng ông mới hư cấu ra. Thì họ đấy mà truyền đèn trắng thôi, bởi cái ông sang đâu cuối thế kỷ thứ 20 mà đầu thế kỷ 21 thì hiện đại quá rồi. Yeah. Nó chả thua gì bên Mỹ cả. Nhưng thời đó nó đèn vàng. Nhưng mà có một anh bạn khác lại bảo tôi rằng không. Hôm đó tôi đến mà buổi sáng tờ mờ mà tôi thấy Galion của ông đèn vàng. Thế thì tôi chả hiểu được. Nhưng thấy ra là ảnh hưởng của cái mặt trời. Mà vấn đề mua ấp thì là cái ánh đèn đó nó bị sương mù đó. Nó làm biến chất đi. Đúng rồi. Nhưng mà cái hay nhất là nhờ cái chiếc đèn vàng đông cho nó lại không khí lãng mạn nó lại tăng thêm. Đúng. Và người Việt Nam mình vẫn luôn thích gì thích nhất màu vàng. Đúng không? Vua chúa như màu vàng, màu thú có đúng không? Màu cờ của Việt Nam mình cũng vậy. Và rất sợ cái màu đỏ. Cho nên cái bài đó con cũng chú ý là Galion đèn vàng và cũng mong một ngày đến Galion bên Pháp để coi con nó có là vàng thiệt hay không. Cháu nên đi, cháu đi chú sẽ thích. Nói đi. Thưa bác, con thấy là bác là một trong những nhà thơ Việt Nam mình đem hình ảnh Paris vào trong thơ. Rất là lãng mạn. Vậy thì cái thời gian mà bác ở bên Paris chỉ trong một thời gian khoảng 5-6 năm đó, bác quen với cô gái mà tóc vàng sợi nhỏ đó, thì cuộc tình nó kéo dài bao lâu? Nó khoảng độ một năm, một năm rưỡi thôi. Nó không, cái đó không phải lỗi cô ta. Lỗi tôi.
Bởi thế tôi cũng tương đối, tôi khiêu vũ giỏi lắm. Tôi cũng chẳng chào cho cậu ấy. Thế anh nói hoạt bát lắm, tôi còn dám làm thơ pháp mà. Tôi xưa tới tôi dạy, thạo lắm. Gan. Cho nên mà các cô lại thích hưởng cái hương xa xứ lạ. Thế thấy vậy, thằng vậy. Thanh niên Việt Nam da vàng này mà trông nó chả giống thằng Nhật, nó chả giống thằng Tàu, nó là thằng Việt Nam hay là gì chả biết. Thế nhưng mà cái vấn đề chính là mình liến lấu, mình tán, mình nhảy ra, rồi mình biết chiều. Và lúc tôi ở bên này, tôi đã, lúc ở Việt Nam đó đây thì tôi mới học được cái gọi là cái tính gọi là gọi là cái tiếng Pháp gọi là galant thì gouloir rồi đó. Thì tôi cho nên một thứ gọi là cái nghệ thuật, tôi gọi dịch ra là nịnh đầm galant đấy. Là cũng như hôm qua Jimmy dẫn cô thầy Thanh Lan đấy, cậu thấy tôi dậy không? Tôi phải đứng dậy. Cái đó là nó ở trong cái văn hóa, nó ở trong máu mình rồi. Thì có thế thôi, thì tôi gọi nó là nịnh đầm. Galant mình tiếng Việt có chữ galant đấy. Galant đấy. Như bác nói đó là cuộc tình nó kéo dài khoảng một năm ấy thôi. Vậy thì con định hỏi bác là giữa một cô tóc vàng sợi nhỏ đó với một cô tóc huyền của Việt Nam mình thì bác thích mái tóc nào hơn? Tôi mới đầu thì tôi không thường sang Paris vậy. Khi mà tôi bị thấy cái màu tóc vàng mắt xanh thì tôi không bao giờ nghĩ tóc huyền nữa. Mắt đen, tóc đen mắt huyền. Tóc đen mắt huyền, dạ. Đó, vì thế cho nên đến thời đó, nhưng cuối cùng sau đó, bao nhiêu trải lăn lộn biết bao nhiêu cuộc thay đổi thì đến một tuổi nào đó, nhất là khi mà tôi ở trong tù, tôi nhìn thấy, tôi mới thấy rằng bây giờ cái vẻ đẹp nhất đối với tôi và đối với một số người bạn ký giả Mỹ và Pháp của tôi là tóc đen mắt huyền thay vì là tóc vàng sợi nhỏ. Thì các bạn là có phải ông theo chủ nghĩa gọi là nịnh đầm không? Nhưng mà không, bây giờ tôi thấy rõ ràng. Và cái thái chưa xong, một nhà ký giả Mỹ hình như là Malcolm Brown của New York Times, nên lúc tôi có hợp tác rồi. Mày ta thấy các kiểu nữ Việt Nam đó đi ở trên đường gọi là Katina, mới gọi là đường tự do đó. Đường tự do. Họ đi đến được trước mình nhìn chiêm ngưỡng thấy đẹp quá. Đến khi họ đi qua mình là cũng qua thì mình cũng quay ngược lại mình nhìn cả cái lưng của cô ta cũng đẹp rồi đấy. Và cái áo choàng đẹp quá. Nhất là cái thời đó áo mà cái eo nhỏ quá. Và bây giờ mới thấy đẹp. Đó, cái áo choàng và cái nghệ thuật tạo mốt tôi thấy là một cái kỳ công. Tôi sẽ nói trong cái buổi ra mắt thơ này. Đó. Mình hay nhiều cái thứ mềm mại này, uyển chuyển này, hơi e thẹn này, đủ các thứ vấn đề yếu điệu này, mà họ rất là đậm thắm hơn là người Tây phương. Trong những bài thơ của bác thì con cũng rất yêu bài Kiếp Sau. Vâng. Bài Kiếp Sau đó là bác viết cho người đẹp nào? Thì cũng là anh cũng kỷ niệm từ trước đến sau đến cuối cùng ấy thì là tôi phải về Việt Nam. Thì tôi với cái nàng đó sống với nhau một bù em một tháng trời gần. Bù em một tháng trời gần. Tức là tôi đã có linh cảm là chắc tôi về tôi không trở lại được đâu. Và bà mẹ tôi cũng không muốn tôi lấy vợ đồng. Thì để cứu vớt làm cái chuyện đó, nhưng mình đã thấy rằng cái chuyện này là chuyện nó không có một cái kết cục gọi là vui vẻ gì cả. Thế mới làm là bù em một tháng trời gần. Lần đầu tiên thấy trong thơ mà có chữ bù. Đấy. Đó là cái điểm nhấn của bài Kiếp Sau. Thì chắc là anh có đọc cái bài viết về tôi, cái bài đó là của mới chữ của anh Phạm Duy đổi thành đền của cô Thụy Khuê đó. Bài viết hay lắm. Thì cái này thật ra tiếng Việt Nam nó hay lắm. Nó lấy âm hay không thể nữa được. Vì thế tôi yêu thơ Việt Nam. Thế thì tôi gọi cái hiện tượng đó ở trong cấu trúc học họ gọi là lây nghĩa, lây từ nghĩa. Tức là một chữ như là chữ bù. Thì mình có thể đổi thành một chữ khác. Một lây nghĩa đấy. Nó thành như là bù. Bù là gì? Bù là tiếng người ở ngoài miền Bắc, miền quê gọi là mẹ. Đấy. Thế bù nữa là có những cách là nó như chị Thiều Kê có nói đấy. Là chỉ có cho đi chứ không lấy lại. Còn đền em thì là mình là lấy thì mình trả lại. Đấy, nó có nhiều cái nữa là nó có mấy bú nữa.
À. Chứ nó có một cái sắc nghĩa đó. Sắc nghĩa đó có những cái gọi là nhục tính. Thế tiếng Việt Nam như thế thì hay quá. Bởi vì đôi khi mình nghe cái bài hát Kiếp Sau hay đọc cái bài thơ Kiếp Sau của bác thì thấy cái từ bù nó có gì đó nó táo bạo. Thế nhưng mà cái hay nó mạnh mẽ hơn. Mà tôi thấy không? Trong câu truyền là tiếng Việt nhá, mà tiếng Nôm đấy. Nhưng mà anh phải để ý hai cái chỗ tôi chơi cái chữ ra này. Mấy phần á, bù em một tháng trời gần, chữ gần. Bù mới gần. Thấy không? Nó không có gì. Nó không có phản nghĩa, nó có vẻ rất là cặp đôi với nhau nên trở thành một cái đấy đấy, thành cái những cái đó nếu mà người nào yêu thơ thì sẽ hiểu được cái đó. Đúng. Thì sẽ thích lắm. Bù em một tháng chơi gì thế không nhớ, bù em một tháng chơi gần mà rất là giản dị bình dị chứ không có gì chơi chữ, còn nếu nào chơi chữ thì phải chơi chữ. Đấy đại khái như vậy. Bù em một tháng chơi gần, đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. Vâng. Đến em một tháng trời gần, đơm hoa là hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. Đến em gót núi chân đồi, thiếu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. Rất là đẹp. Và khi mà được phổ nhạc thì nhạc sĩ Phạm Duy lại là Duy Đền. Nhưng mà khi nó nói đó còn gần ấy thôi biết rồi đấy. Không nhìn thấy nó như rất là hay cái bài này. Bài này là bác làm năm 1956. Nhưng mà sau đó thì con lại thấy có một bài ghi là Kiếp Sau nữa. Thì đó, về sau ấy, tôi mới về Việt Nam. Thì tôi lại nghĩ lại. Thì bây giờ cuộc tình đã rồi thì nó là bài thứ hai của bài kiếp trước. Kiếp và bài gì, bài đầu là gì, bài kiếp sau. Bài đầu kiếp sau thì tôi làm một cái bài thứ hai nữa. Tôi hay có cái lối làm thơ một chuỗi thơ đó. Nhưng mà nó từng cứ đoạn khúc một từng khúc bài nhỏ. Thì sau tôi bảo thôi thì kiếp sau nữa. Kiếp tới là thôi bây giờ để sau nữa để hè làm nữa, tức là mình gì thôi đi. Bài này thì rất nhiều người hát, như là cô Thái Thanh, chị Thái Hiền cũng đã hát bài Kiếp Sau. Kiếp Sau, cô Thái Thanh có hát hay quá. Vâng. Cô hát và anh Phạm Duy Anh phổ nhạc theo cái điệu âm hưởng quan họ đó. Cô hát hay quá, chất đấy. Thì hôm nay cái cháu chú anh tình nguyện sẽ ngâm bài bài đó đấy. Đấy, có người hát bài này nhưng mà tôi thể nói là Thái Thanh, cái thế hệ chúng tôi nữa. Mà chính hôm tôi ra mắt tập thơ tình ca đó, chính Thái Thanh ấy ra hát những bài hát của Phạm Duy phổ nhạc. Thành cái hôm nó thành công lắm. Phạm Duy này, Cung Trầm Tưởng này và Thái Thanh cặp ba. Thì thời đó tôi cũng trẻ trung thì cũng có duyên với cậu đấy. Nhưng mà tôi cũng hay có cái là thì toàn mình tếu một chút lên. Đúng rồi. Cái máu là máu của Pháp, không quân Việt Nam. Tếu lên, những tiếng vô hại mà hơi táo bạo một chút. Đại khái như vậy thôi. Cảm ơn bác. Và sau một vài giây phút thương mại thì nhà thơ Cung Trầm Tưởng sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ mệnh ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Thưa bác, trong cái phần 2 vừa trước đó thì bác cháu mình có nói về bài Kiếp Sau, rồi trước đó là bài Tiễn Em, tức là bài Chưa Bao Giờ Buồn Thế. Bài Tiễn Em đó thì rất là nhiều ca sĩ hát, như là nam danh ca sĩ Phú cũng có hát, rồi cô Thái Thanh cũng có hát, Tuấn Ngọc hát,
nhưng mà con thì lại chú ý là cô Lệ Thành. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Yeah. Và tôi, bác Phạm Duy với tôi là lắng xe cô. Lúc đó cô là một trường nữ sinh. À, dạ. Yeah. Nữ sinh trung học, mặc cái bộ áo dài lên hát thướt tha mà hãy còn e thẹn. Dạ. Tôi thích cái vẻ đó. Và anh Phạm Duy sư cũng thấy cô, tôi hỏi ông nào, ông cũng đồng ý với cái chương hát của cháu không? Của cô đó không? Hay quá, tự nhiên quá, hay quá. Ông Phạm Duy, thì chúng tôi mới muốn lăng xê Thái Thanh lên đấy. Lệ Thanh à? À, chê Lệ Thanh, tôi dạ. Với bác Phạm Duy làm đấy. À, đấy. Nhưng mà khi mà thâu dĩa ra thì hình như cái bản tờ nhạc nó bán chạy lắm. Trời ơi, nó gần như không trả nó là trái bom nổ. Tôi may mắn trong cuộc đời tôi thường gặp những cái lúc còn trẻ đó. Dạ. Tôi gặp trường đấy sự may mắn đấy. À. Thế thì ông Phạm Duy đó, xin nói riêng đó. Thiên có tài hay có tật lắm. Có tài, không có một cái là ông ấy, tiền bạc ông xong. Xong phẳng. Không có chính nhạc. Ông đưa bài nhạc, anh phải trả tiền thôi. À. Tôi phổ nhạc cho thơ anh phải trả tiền thôi. Ừ. À, xong phẳng lắm. Như hôm qua, chị Vân Đan nói với cô, cái ông nhạc sĩ đó ở đây đúng không? Dạ, dạ. Ông nhạc sao đối tôi. Ừ. Ông em tưởng là tôi phải nói thêm một chút nữa. Yeah. Ông chứng nhận với tôi rằng là kể từ khi ông đi học một năm về Pháp và nhạc lý ở bên Paris, ông mới bảo rằng là ông mới biết thực sự lúc đó là phổ nhạc cho thơ. À, là ông Phạm Duy. Đó. Thế thì tôi thấy thơ của cậu mẹ tôi thấy rồi, tôi nhầm ngay. Thế cho nên là bài Tiến Em. Thì hôm đó là một buổi chiều ở Pacos, tôi đang ngồi với một cô bạn thứ bảy. Yeah. Thì Duy ca gọi thưa chú, yeah, bố cháu đang bị bệnh nặng, à, mời chú đến ngay. Yeah. Tôi nói cho nhanh nhanh một chút thôi nhé, để yeah, cháu biết rõ nó. Ừ. Thế thì còn tôi đến đây, ông nó mặc cái mô ở cái tầng dưới. Ừ. Ông mặc ngồi đây, lấy ghế, Duy ca lấy ghế cho cô bạn của cầm, ông cầm guitar. Ừ. Ông mặc ông hát tôi thấy nó đẹp quá, ông hát lại mà hát thật là hay lắm. Là Tiếng Em phải không? Ở bài Tiếng Em đó. Yeah. Ông hát bài đó, bảo tôi mới làm sáng tác đêm qua. Wow. Thì tôi chỉ có nói mấy câu thế này, tôi cảm ơn ông. Ừ. Cũng chưa nói với Phạm Duy đấy, ra vẻ cái giọng tôi cảm ơn ông. Tôi nghĩ với bài này ông ấm tôi vào bất tử. Dạ đúng rồi. Quả thật. Nhưng chưa xong, ông cảm tình tôi lắm, thì hơi thấy ông. Nhờ cái bài đó mà trong cái lúc tôi lương của lính tôi có đủ. Yeah. Cứ thì là tác quyền ông lại mang đến cho tôi. À. Không, tôi không bán được ba mấy chục ngàn bản, tôi không biết. À. Nhiều không, nhưng mà cưa đôi. Ừ. À. Một chi tiết cũng rất là thú vị. Thế tôi kết nghĩa với anh Phạm Duy rất nhiều là về vấn đề đó. Yeah. Tôi nhìn cái con người bên trong của anh đó. Yeah. Con người sống bằng cái trái tim. Yeah. Đó. Dạ đúng vậy. Và cũng đã làm cho những bài thơ của bác trở nên bất tử luôn. Về đó, được khán rằng thính giả mọi người ta đều nhắc nhớ tới ngày hôm nay. Thưa bác, trong các bài thơ mà phổ nhạc là nhạc sĩ Phạm Duy phổ đó, thì con thấy có bài Bên Ni Bên Nớ. Đúng. Con xin nhờ bác nói thêm về được ca khúc đó. Bài đó, đề đó là tương phản. À, tưởng là tương phản. Thế thì lúc đó tôi ở gia đình tôi ở Đa Cao. Ở Sài Gòn. Coi như là ngoài bìa đấy. Ừ. Thì đi qua Trang Định bằng một con đường độc lộ. Dạ. Yeah. Thì ở đó là hoang mang. Ừ. Không có ai dám ở chỗ đó là có khi du kích nó về. Wow.
cho nó mới rồi. Và có một cái nghĩa địa ở đó. Vì thế tôi mới cảm xúc từ cái đó. Tôi mới viết bài Benjamin nữa để chẳng nói mà cảnh tức là gì. Có một sự tương phản giữa lối sống của người dân ở ngoại ô với người dân ở trong trung tâm thành phố. Có một sự tương phản. Sài Gòn thời đó là xa hoa, sáng lệ, khiêu vũ, đủ các thứ, rồi cờ bạc. Thời bị viễn á. Thế còn ở ngoại ô, riêng đối khu tôi được nhưng mà nghèo. Vì thế cho nên tôi cái tự nhiên nó có mấy cái cảm hứng như vậy. Chứ không bao giờ tôi định là trước là sẽ viết một cái bài như có một kế hoạch gì cả. Nhưng mà chính nhờ cái đó mà nó hay. Chỉ mới đầu ấy, thường thơ nào cũng vậy. Bắt đầu mà thấy nó đẹp ấy, thì mình thấy cái bài thơ nó sẽ suôn sẻ. Đúng rồi. Nó như vậy á, cũng như nhạc á, mẹ khi overture rồi ghê không? Đấy, đó là quan trọng đấy. Thế tôi, mới đầu tôi chả biết gì cả, tôi nghĩ mà. Gì như vậy? Đêm chớm, ngày tàn. Xeo tiếng xe lăn về viễn phố. Hãy còn trọng cái vấn đề thi nhạc đó. Em ơi, sương rơi ngoài sông đêm hạ. Ôi buồn phố xa hoang liêu, câu sau hoang liêu về chết tha ma. Là cái nghĩa tiếng trang chân gõ guốc người xa vắng người. Đêm chấm ngày tàn theo tiếng xe về lăn về viễn xa. Không ngờ là cái bài tiên tri mà mình biết về sao con người Việt Nam nó bị phân hóa người xa vắng người, người xa vắng cũng như là người sống người chết không còn gặp lại đâu. Đấy đấy, thì cái lúc đó cái hồn thơ mình nó phong phú mà nó hồn nhiên lắm. Tiếng chân gõ guốc phải không bác? Tiếng chân gõ guốc thôi, dân Việt Nam nó nghèo nó như guốc ấy. Tiếng chân gõ mà nó vang vọng ở trong một đêm khuya vắng, sợ xuất kích nó đột kích. Tiếng chân gõ guốc, những câu sau tôi này người xa vắng người theo cảnh phân ly thôi. Đấy, những cái bài thơ nó có linh cảm. Chứ không phải đó là một bài thơ tình đâu phải không bác? Không, bài không thơ nó có tính cách để phản ánh lại cái thời đại đó. Vậy tại sao bác không đặt là tiếng Nam là bên đây bên đó mà ghi lại là trong không, đó có Bình Nớ. Trong đó có câu thơ là anh Phạm Duy mới lấy cái đó làm đề, anh bảo để tương phản thấy nó ông ra vẻ chứ thật thì tôi không bán được thơ. Nhạc. Mà ông cũng trả tiền tôi tập đàng hoàng lắm chứ không có nhiều nhé. Đó là cái như vậy thì để tôi mới nói trong bài thơ của tôi là có đó. Đêm nay say đất lở ở trung tâm thành phố Truy Hoan đấy. Em có nghe giản vỡ ra bốn mảnh ly rơi pha lê và chuỗi cười chi ly hàng nghìn mảnh chơi chân tập nó tan nát. Bây giờ mình nghĩ thấy được thì đấy. Bên nớ giả thành khoe tráng lệ, trơ chẽn giai nhân phô lõa thể. Đấy. Bên y phố vãn lòng ngoại ô, em có nghe thao thức bước ai giang hồ, in dài ngõ cụt ở bóng ai giang hồ gì đấy, đại khái như vậy. Thì đấy là chứ đừng nói đến cái ngôn ngữ, cậu cảm thấy nó một cái sự gọi là hoang vắng. Cái sự tương phản giữa tương cái đời sống trong ở bên Sài Gòn thì phố vãn lòng ngoại ô.
Nhưng mà bài thơ này nó lại có âm hưởng của Huế là ở chỗ là bên nớ rồi bên ni. Đấy, tại sao vậy? Lúc đó tôi lại thích một cô gái Huế. À. Cô đẹp, họ cô nói như du mình ngủ võng. Nó nhịp nhàng lắm. Thế thì đã cũng có một cái lý do nhưng thôi nó là chỉ cái tiểu tiết rồi. Nhưng mà bên nớ bên ni nên lạnh cả. Nhưng mà trong đó cũng có một câu là mà con hôm nay cũng muốn hỏi bác luôn. Là trong cái bài Bên Ni Bên Nớ là Bên Nớ dạ thành khoe tráng lệ, trơ trẽn cha nhân phu lõa thể là lúc nãy bác đã chia sẻ rồi. Còn cái câu là chờ ngày con thơ, thơ cũng ra đời. Đấy, thì trong đó thì lạnh đêm nhưng không lạnh ở lạnh bên ngoài, không lạnh ở muôn phòng. Lúc đó thì đấy chân phản đấy. Thì có một người trẻ, có người vợ cũng trẻ. Là hai cặp đó là bạn thân của tôi. Đó, thầy này của bà ấy sắp sanh con. Em ngồi bấm đốt bốn đốt ngón tay. Con thơ ra đời. Ở đó cái ảnh tôi bảo bên trong ấm kín ra đời như hai linh hồn giam đan kín bốn mắt xanh bị nhìn anh ngồi làm thơ. Em ngồi bấm đốt con thơ ra đời của một thời Thái Bình muôn hòa. Nhưng qua cái đó sau này mới biết tan nát hàng nghìn mảnh. Việt Nam khổ lắm. Tôi có biết. Đó là bài Bên Ni Bên Nớ mà sau này nữ danh ca Khánh Ly đã hát lại rất là thành công trong cuốn băng của cô. Em có nghe hồ như bước ai gõ nhịp bóng ai giang hồ. Hẹn lại Bên Ni dài nhìn ngõ phố. Thưa bác, trong các bài thơ của bác được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc đó, thì theo bác thích nhất là bài nào? Cái bài đó không được gọi là phổ biến rộng rãi lắm. Nhưng tôi thích về cái nhạc điệu mà nó phản ánh đúng xít sao cái hồn bài thơ, tinh thần bài thơ đó. Cái bài gọi tôi gọi là Khoác Kín Phạm Duy đổi thành Chiều Đông. Đó, tức là cái Noel đó, tôi và cô lên nghỉ mát ở trên miền núi An. Cũng ở bên Pháp. Một lên rút sử. Thế thì trượt tuyết, vân vân. Nhưng cuối cùng ý, định ở với nhau 2 tuần thì cô, sau 1 tuần thì cô nhận được điện thoại của mẹ và bảo về đi, mẹ không khỏe. Thì cô mới lên tàu đi về, tôi tiễn ở sân ga. Thì cũng lại quyển chi lìa thôi, lạ thế vậy. Chưa lìa thế thì mình mới làm câu thơ ở lại đấy. Tôi thì tôi để cái đó là bài thơ đó là Khoác Kín, nó có hơi hám của cái chủ nghĩa hiện sinh. Tôi về bước bước đăm chiêu, tâm tư khoác kín, sợ chiều lạnh thêm. Chiều nó lạnh lắm nhưng ở trong mình còn lạnh hơn khi mà mình không còn người yêu ở gần mình nữa. Đấy, đấy đại khái những câu thơ nó lãng mạn đến như vậy. Đó là bài Khoác Kín. Bài Kín đấy. Mà nhà sĩ Phạm Duy đã phổ thành bài Chiều Đông. Nó phổ thành một cái mà cô Thái Thanh hát mới ghê. Một cái gọi là blues tê tái. Và trong đó có cái nhạc này là sắc sâu nó thổi. Cảm giác như blues ra đèn tôi mê lắm. Cô hát cô ví von cô làm tôi trời ơi. Thì đã cho bà bài này ghê thật. Là bác yêu thích nhất là bài đó. Chiều Đông đó. Đó, đó là kể về mặt tư tưởng. Cái cùng cô đơn của cái thời hiện sinh nó ghê gớm lắm. Đó là cô đơn.
Bài thơ của bác thì con còn có chú ý bài Đêm Sinh Nhật. Thì trong đó cái câu hôm nay con muốn hỏi luôn là hồn tu kính xứ Đa Mang. Vâng. Là sao thưa bác? Thì đó là cái chủ nghĩa hiện sinh ở trong thời chiến. Dạ. Yeah. Thì đêm sinh nhật phải không? Dạ, đêm sinh nhật. Thì là tôi đã có một quan niệm về mặt văn học con thấy kể cả vấn đề gọi là truyền thống về mình đi phá những cái gì, bỏ đi những cái gì mà nó không còn hợp thời nữa. Và riêng mặt thơ thì bây giờ tôi nói ví dụ như lục bát. Nếu mà tôi cứ làm tiếp tục như cụ Nguyễn Du tôi không thể bằng được bạn. Làm như là anh Huy Cận cũng không thể bằng được. Hay là cái anh Lưu Trữ cũng là tôi làm theo kiểu của tôi. Vì thế tôi đả phá. Nhưng cái đả phá mà mình chưa biết xây dựng được một cái gì thì mình sống trong một cái không khí gọi là cái tâm thần mà gọi là gì? Hóa mát. Đó đó, vì thế là nhưng mà tôi tu kín, tôi khép cửa hết cả cả tôi mà muốn làm thơ đó lúc mình phải đi tu kín quên mẹ cuộc đời thì chỉ nghĩ đến thơ mà làm mới được thôi. Nhưng nó có tính cách đây là nó hơi có cái tính nghịch ngữ. Đã đa mang thì còn tu kín, nhưng mà chính vì cái đa mang tôi tu kín. Thì đấy là một cái thứ gọi là phát minh táo bạo về cái gọi là chủ nghĩa tu kín với cái chữ đa mang, tức là cái đó nó gọi là thơ là một định nghĩa của thơ của một nhà thơ nổi tiếng của thế giới. Thơ là một nghịch ngữ vĩ đại. Tương phản nha. Tất cả cuộc đời mình là âm mưu tương phản, nhưng mà thường thường nó có cái cách biện chứng. Nếu không có biện chứng thì vũ trụ một chút cổ cho mình tan tác. Nó biện chứng để đi tới một cái tổng hoàn nhất định nào đó ở một thời điểm nhất định, sau đó nó lại trở lại cái. Đó là cái như vậy. Con nghe bản, con đọc cái bài Đêm Sinh Nhật, hồn tu kính xứ Đa Mang rồi. Thì con thấy có một cái gì đó liên hệ với nhà thơ Du Tử Lê. Ông sau này ông cũng viết một bài Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, ngỡ hồn tu xứ mưa bay đó. Thì không biết là hai cái tu nó có giống nhau không? Thì theo tôi hiểu, tôi đọc thơ anh Du Tử Lê kể cả sau này, anh và có những người đã trước cái đã nhận với tôi rồi, nhưng mà hình như anh Nguyên Sai, anh Mai Thật là này, Du Tử Lê với Viên Ninh nó có hơi hướng chủ nghĩa nhân sinh của thơ máy đấy. Anh thân lẫn nhau, nhưng mà cái thời đó có lẽ là tôi mang cái chủ nghĩa chi về. Thay vì các anh ở trên Đại học Văn khoa mới chết thì dạy về chủ nghĩa thì còn tôi mang cái chủ nghĩa trên bằng những kinh nghiệm gọi là sống của mình trên là nghiệm sinh. Và tôi thành làm thành thơ mới có. Thì những cái đó nó ảnh hưởng ghê gớm lắm tới cái tuổi trẻ thời đó. Nhưng mà nếu mà mình tìm được cái chân thân của mình trong những cái sự gọi là buồn bã đau khổ hay cô đơn gì đó, mà tìm con người thở ra đã bắt đầu thấy không còn mất chân thân rồi. Thì cái đó là cái chính của tôi là như vậy. Mình phải trở về với chính mình đã. Muốn chờ cho mình ấy để đừng bị cái ô nhiễm ở cái thế ngoài cạnh bên này thì phải là tu kín. Nhưng mà muốn tiếp tục thì đa mang. Không quên được cuộc đời bên ngoài. Mâu thuận lẫn trong. Thế cuối cùng là gì? Cổ cao áo kín đi về đường thôi, không có ai có thể giúp mình được cả. Nước Việt Nam nơi đó nó đã có những cái dấu hiệu của một sự phân hóa gọi là khủng khiếp. Tôi cảm thấy, và sau này như vậy tôi sẽ nói, đấy đó là như vậy. Thơ, nhà thơ phải có một cái linh cảm ghê gớm lắm. Cái linh thị chưa đủ, linh thị có hơi dùng đi chứ, cái linh cảm, phải có linh cảm. Thơ nó lớn ở cái chỗ đó, nó có chiều dài ở cái chỗ đó.
Dạ, cảm ơn bác thật là nhiều. Chúc bác trong những ngày tới nhiều sức khỏe. Và hy vọng là sẽ có dịp con sẽ qua bên bác, thăm bác và cùng để phỏng vấn thêm về những tác phẩm của bác. Biết đâu. Biết đâu là mình có thể có những tác phẩm khác, mình không dám nói trước. Dạ, dạ, đúng cuộc rồi. Cuộc đời chúng mình là ở đằng trước, là có một lỗ hổng. Mình chỉ làm sao mình dám đến cái lỗ hổng mình lấp cho một cái ngôi vườn thế thôi. Dạ. Nhìn về tương lai. Dạ, đúng. Tôi không dám nói có hoài bão gì cả, nhưng mà tôi biết đâu tôi sẽ làm thật thơ nữa. Đúng rồi, dạ. Cho nên bây giờ quý nếu vị... Nếu phải yêu đời ta, yêu con người. Dạ, đúng, đúng. Bây giờ quý vị nào mà muốn có trên tay cuốn sách thơ Cung Trầm Tưởng, một hành trình thơ 1948-2018, thì quý vị có thể liên lạc chính với tác giả ở số phone là 651-340-6833. 651-340-6833. Để chúng ta có được cái quyển sách thơ trong đây gồm tất cả những tác phẩm của nhà thơ Cung Trầm Tưởng và cũng như là những bài nhận xét nhận định của các tác giả khác viết về Cung Trầm Tưởng. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều. Chúc quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui và an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tuần sau. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hôn, không còn gì lâu hơn. 100 ngày xa cách, tuyết rơi mong manh buồn, Galileo đèn vàng cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.